Tịch tập đoàn Tôn Hoa Sen, ông Lê Phước Vũ quy y Tam Bảo. Chủ tịch Tôn Hoa Sen ông Lê Phước Vũ đã thực hiện nghi lễ quy y Tam Bảo với sự chứng minh truyền thọ của Đức Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ tại Chùa Viên Minh ngày 9 tháng 7 năm 2020. Con đường đến với Phật Pháp của ông Lê Phước Vũ. Cha mẹ ông Vũ quê ở địa bàn Quảng Nam nhưng ông sinh ra ở Bình Định. Ông kể rằng thuở nhỏ hay lên chùa nhưng khi đó ông chưa có đức tin. Tuy nhiên, nhiều biến cố sau này đã làm ông bước vào con đường Phật Pháp. Tinh thần đạo Phật không chỉ toát lên ở con người ông, mà nó thực sự thấm nhuần trong văn hóa của Hoa Sen, tập đoàn do ông gây dựng. Logo của Hoa Sen là hình hoa sen cách điệu, 8 cánh hoa biểu trưng cho bát chính đạo của nhà Phật. Văn hóa của Hoa Sen dựa trên 10 chữ T, trung thực, trung thành, tận tụy, trí tuệ, thân thiện. Trong đó, tiêu chí trung thực được ông đặt lên hàng đầu. Ông Vũ từng chia sẻ, tôi là Phật tử thực sự. Gặp Đức Phật là nhân duyên lớn nhất trong đời tôi. Đó là một giá trị vô giá. Từ giá trị đó tôi tạo ra giá trị vật chất. Ông Vũ ngày nay dù vẫn còn phàm phu, nhưng đã thánh thiện hơn nhiều so với ông Vũ trước khi giác ngộ đạo Phật cách đây 20 năm. Ông Vũ nói về mình. Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Tôn Hoa Sen rất hay lân mẫn thăm hỏi và học đạo từ các vị tăng sĩ. Phương châm kinh doanh theo Phật Pháp của ông Lê Phước Vũ. Bên cạnh tinh thần làm việc hết mình và không nản chí trước mọi khó khăn, ông Lê Phước Vũ đã giác ngộ, đưa triết lý nhà Phật vào cuộc sống với suy nghĩ. Sống và làm việc không phải cho mình mà là cho tất cả mọi người. Ông Vũ cho hay, ông bắt đầu tìm hiểu đạo Phật sau những biến cố trong cuộc đời. Ông khởi tâm đi tìm bản chất thật của đời sống hiện tại, cũng như bản chất của những cảnh giới khác tương tác vào đời sống con người. Sau một thời gian khá dài tìm hiểu Phật Pháp, ông đã có một cái nhìn tỏa ngộ từ các trạng thái tâm thức và sự chuyển hóa tâm thức. Biến chuyển lớn nhất từ khi theo đạo Phật của ông Vũ chính là sự thay đổi hoàn toàn về lối sống tâm linh, về nhận thức, suy nghĩ và cách hành động như thế nào cho phù hợp. Triết lý đạo Phật có ảnh hưởng lớn đến đường lối kinh doanh của Hoa Sen. Có hai tính cách đối lập trong con người ông, đó là sự khát khao mãnh liệt của một nhà kinh doanh và sự điềm tĩnh học tập từ Đức Phật và các vị sư. Phương châm kinh doanh của Chủ tịch Lê Phước Vũ là làm ăn chân chính, tạo công ăn việc làm chính đáng cho người lao động, mang lại những hạnh phúc căn bản nhất cho con người. Bên cạnh tinh thần làm việc hết mình và không nản chí trước mọi khó khăn, ông Lê Phước Vũ đã giác ngộ, đưa triết lý nhà Phật vào cuộc sống với suy nghĩ. Sống và làm việc không phải cho mình mà là cho tất cả mọi người. Trước sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ có tiềm lực tài chính mạnh, ông luôn nhất quán với nguyên tắc kinh doanh trung thực của nhà Phật, phát triển Hoa Sen dựa trên 3 nền tảng giá trị cốt lõi. Trung thực, cộng đồng, phát triển. Ông khẳng định nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Ở Hoa Sen, tính trung thực và tính cộng đồng là hai tiêu chí được đặt lên hàng đầu và trở thành nét văn hóa của công ty. Phương châm kinh doanh của Chủ tịch Lê Phước Vũ là làm ăn chân chính, tạo công ăn việc làm chính đáng cho người lao động, mang lại những hạnh phúc căn bản nhất cho con người. Phước báo quy y Tam Bảo của Chủ tịch Tập đoàn Tôn Hoa Sen. Ngày 9 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 19 tháng 5 năm Canh Tý, tại Tổ đình Viên Minh, Chủ tịch Tập đoàn Tôn Hoa Sen, ông Lê Phước Vũ đã tới đảnh lễ Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ và thực hiện nghi lễ quy y Tam Bảo với sự chứng minh truyền thọ của Đức Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và cùng sự có mặt của đông đảo chư tôn đức tăng. Ông Lê Phước Vũ đã thực hiện nghi lễ quy y Tam Bảo dưới sự chứng minh truyền thọ của Đích thân Đức Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ và dưới sự chứng minh của đông đảo chư tôn đức tăng. Ha ha ha, 问什么的说呵。